Có chưa? Mà bỏ đi mày. Thôi chị hai mình lấy cái thằng kia đấy. Sao? Ai nói? Ai gọi? Tính gọi mất tiêu rồi. Rồi bây giờ mất điện thoại rồi mình có tới sắp tới rồi hết tiền nhậu có cầm xe đạp không? Không. Có cầm đồng hồ không? Không. Không cầm có bán không? Không. Đừng có làm tầm bậy nha. Không không. Rồi khi mình hết tiền rồi đó thì không có làm tầm bậy bạ vi phạm pháp luật nha. Ở tù nha. Hiểu không? Không có thì thôi. Không coi. Không có nhà nhịn có thèm nhậu luôn. Không có tiền không thèm nhậu luôn coi mày làm gì tao. Ha. cho ngủ nó tởn em. Không có tiền không nghỉ nhậu thứ mày tởn tao không biết liền à. Nhớ nha. Nhớ. Làm bậy là ở tù là xong luôn đó. Tiêu luôn á, tiêu cuộc đời luôn á nha. Hôm qua cái quá trình. Nó sai. Rồi tôi hỏi cái gọi cô bác là đâu. Nó nói mất tiêu rồi, tôi mà ở trong túi quần đó. Cái điện thoại bự chứ, cái điện thoại thông minh phải không? Cái điện thoại mất phải không? Ừ. Rồi. Cái khẩu trang lên. Rớt đâu rồi. Mà lúc đó là mấy giờ? Chị hai nhắc nói đó. Cái hồi sáng á. Lúc chị hai nói là cô chạy đi kiếm nó ha. Ừ. Là lúc đó nó vô nhà cô chú kia chưa? Chưa. Chưa hả? Còn nằm ngoài lỗ hả? Ừ. Là lúc đó cô lại là mất điện thoại rồi. Ừ. À. Nếu như vậy là hồi nãy chị hai nói là khi chị hai ở đó là còn điện thoại. Ừ. Rồi chị hai về báo với cô là cô chạy lại. Ừ. Phải không? Mà cô chạy lại là sợ cũng còn nằm chỗ đó luôn phải không? Chở gì rồi hả? Chở về nhà chị Tám nó nằm. À về đó rồi mà lúc đó là mất điện thoại rồi. Ừ. Như vậy là nếu mà nói đúng cái thời gian như vậy á thì nó đâu còn cái thời gian nào đi cầm đâu, tại vì lúc chị hai đó thì còn không. Rồi lúc chị hai đi về báo với cô trả lại thì người ta đã khiêng vô nhà rồi. Thì lúc đó là anh sĩ sợ xỉnh bí tỉ luôn rồi. Là từ ngoài chỗ đó khiêng vô nhà luôn chứ nó đâu còn đi đâu mà cầm được. Vậy là khả năng mất cao lắm. Chị hai nói nha, tôi thấy nó đụng thử đụng còn trong cái vùng nha. Dạ. Thì nó đụng nó bỏ bên đây rồi, cái bóp nó bỏ trên đây nè, tôi mới móc qua cái đụng thử vô cù ấp. Dạ. Với tiền đó tôi đem về nè. Cô móc là cái lúc đó còn nguyên cái bóp hen. Ừ. Lấy cái bóp về còn nhiêu tiền chị Nga nói nha. Còn có bao nhiêu chục ngàn hà. Rồi giờ tôi nói ủa chị hai nói tôi quy số nó nhiều đó mà sao còn giật kỳ vậy. Bà nói à biết rồi. À có nghĩa là lúc chị hai thối là còn 170. Ừ. Mà lúc cô móc cái bóp về là còn có mấy chục. Ừ. Rồi cô về cô giữ sáng bữa sau mới trả cho sập. Tôi bỏ đây nè, tôi dạ. Không dám lấy. Mà cô lúc đó cô lấy là cô tháo ra cô coi liền không? Coi luôn là còn mấy chục. Còn thằng Tấn nó coi. Tấn coi hen nó còn mấy chục. Với nó mua 386. Biết rồi, biết cái khúc mấy số rồi mà lúc Tấn đếm còn mấy chục. À biết rồi, tôi có coi rồi tôi lật coi tôi dặm à. Tôi đi dặm lúa mà. Vậy cô không xác định được là còn mấy chục luôn hả? Ừ. Rồi đi túa ở trong chỗ nó nhậu luôn nha. Dạ. Tôi hỏi vợ Út nhỏ. Này, nó có nhậu trong này. Nó mua chị tôi ba chị cụ hay nhiêu đó tôi không biết. Rồi nói gì nhậu đó nhậu đó rồi nói gì nhà nhậu nữa về nhà có nhậu mà sao không ở trong nhà mà nằm ngoài lộ. Nó đi về nhà rồi nhậu rồi biết không, nó đi ngoài với thằng nó luôn mực. Đi đâu nữa hả? Ừ. Đi đâu nữa rồi mới nằm ngoài lộ. Ừ. Rồi cuối cùng cũng về nhà. Ừ. Sao mà cái sim của Ly mới mua cho em đó rồi sao em bỏ qua cái máy cục bắp này hồi nào hả? Máy kia còn cái trong kia. Mà sao cái sim đó là bữa hổm nằm trên máy mới mà. Máy kia còn trong cái sim kia nữa. Cái số mới của Ly mua hổm á là anh có lưu vô đây là anh ghi chữ sộp số mới đây. Nhưng mà cuối cùng là sao anh gọi nó nằm trong cái cục bắp này? Còn máy kia còn cái không sim. Có mà ai đổi cái sim đó qua đây hồi nào? Cái này sim thì bỏ riêng. Anh cũng không hiểu, anh đơn giản cũng không hiểu mà. Có nghĩa là khi mà mình đi cầm rồi người ta lột cái sim người ta đưa cái này qua đây. Không có cầm. Này đủ của thằng Tấn nó đưa. Không.
theo theo những cái lời cô nói á, cái lời cô nói với lời cô chị Hai nói nãy giờ á, thì cái trong cái khoảng thời gian sợp nằm ngoài lộ là chị Hai gặp ha. Ừ. Chị Hai gặp thì sợp còn cái điện thoại. Ừ. rồi sổ sợp nằm chằm bẹp ngoài lộ luôn, là tới chừng mà chị Hai chạy về nói với cô chạy vô á, thì sợp đã được đưa về, là lúc đó đã mất điện thoại, phải không cô? Đó thì trong lúc đó là sợp nó không còn cái khoảng thời gian nào để cầm mất rồi. Nếu mà có cầm nữa thì người nào cầm thôi, chứ sợp không có cầm. Nhưng mà tối ngủ cho nhậu xong nó trong lò bộ về bỏ xe đạp. Có ai lấy điện thoại em kêu đưa ta cầm không? Không rồi. Không rồi. Đó, cái khoảng thời gian là vậy đó. Thì nếu mà cái đúng khoảng thời gian giữa chị Hai với cô nói là nó như vậy đó, là không sập nằm chằm bẹp ngoài lộ và khiêng, là đâu còn đi đâu nữa. Lúc đó cắm đầu rồi mà, đi không nổi, nằm ngoài lộ luôn mà. Thì nếu có cầm thì ai cầm thôi, chứ sập không có cầm được. Nó hay sim này, còn trong kia có sim nữa, trong cảm ứng. Sao Ly mua cái sim này cứ đút qua máy này nè. Rồi sao Ly mua đút qua máy đó hả? Còn trong máy kia còn cái sim nữa. Ờ máy kia sim cũ. Sim cũ. Cái này sao Ly nó mua cái sim đút. Vậy là bữa hổm sao Ly nó đổi gắn số vô, là gắn cái số mới vô máy này. Ừ, còn cái sim bên kia. Bên Zalo á. Sao là mua sửa máy mới về đang gắn cái sim mới vô, mà sao không gắn vô mà gắn vô đây? Cái sim này gắn qua đây hồi nào? Cái này sao Ly mua gắn vô á. Sao Ly gắn luôn phải không? Giờ vô tiệm nó gắn. Vô tiệm gắn hả? Sao mua sửa cái máy mới về đang gắn vô máy mới mà không gắn vô máy mà gắn vô đây? Mày biết sao Ly biết. Thì nó tóm lại là sập trong cái thời gian đó là sập không có cầm rồi đó. Không cầm bây giờ rồi. Là không biết ở đâu. Chưa. Bây giờ lại chú Tám hỏi ngủ rồi có thấy rớt đâu nhà chú Tám không? Cô có hỏi chú Tám không? Nhà chú Tám nghe. Cô có hỏi chú Tám là có thấy điện thoại sập rớt không? Ông nói là mất đồ ngoại á. Cô nói là cái người chở sập về nhà chú Tám nói là lúc đó không thấy điện thoại. Ừ. Trở về là nói là không thấy điện thoại. Cái thằng đó ôm nó rồi mấy chở gì à, với chở luôn rồi. Là nói lúc đó không thấy điện thoại rồi. Ừ. Rồi thì hồi nãy giờ tưởng đâu là cái điện thoại của anh sập gắn vô trong đó gọi còn được, nhưng mà thật chất là đã gắn cái sim đó, sập nó sau Ly gắn cái sim đó qua máy này, cho nên nãy giờ gọi đổ chuông á là đổ chuông máy này. Còn... và do anh sập nó tắt chuông cho nên là mình không hay, sập để cho được cái máy đó không có chuông cho nên nãy giờ không hay, chứ không phải là cái điện thoại còn đổ chuông. Sớm mơ giờ tôi cứ tưởng là cái sim đó nó nằm bên kia, tại hôm sau Ly nói là sửa cái máy đó lại đang gắn cái sim vô, còn cái sim cũ. Nhưng mà sao cuối cùng gắn cái sim cũ không có gắn sim này, cho nên nãy giờ là có chút nhầm lẫn là cái máy của sập gọi được là gọi cái máy này chứ không phải cái máy kia. Thấy chưa, thấy ăn nhậu tác hại chưa? Nó có đốt cái mua cái khác mà làm gì có tiền mua. Rồi đây tôi nói chuyện với thằng Tấn siêu nữa kìa. Mới nói chuyện với thằng Tấn kiếm không có rồi nó nói là thằng Tấn xác định á là sập chắc không có cầm đâu, tại vì hôm qua nhậu lúc đó còn tiền, chừng nào hết tiền nó mới cầm. Đúng rồi, mà hôm qua là còn tiền. Nhưng mà còn mấy chục hiện còn, giờ lúc đó là còn 200 ngàn. Lúc chị Hai thấy cấm đầu đó là còn 200, mua chị Hai 10 tấm chị Hai bán, chị Hai bán 3 tấm là còn 170. Nhưng mà lúc bà cô bà lấy cái bóp về thì bà cô nói còn mấy chục ngàn à. Còn mấy chục. Đó là cái để lát về hỏi anh Tấn coi, anh Tấn qua đếm tiền. Thì hỏi anh Tấn qua cái cô đem cái bóp về tới nhà là còn nhiêu, để mình xác định lại. Rồi cái thứ nhất là trên lời cô nói là đã trên lệch cái số tiền. Cái thứ hai nữa là trong cái khoảng thời gian mà sập nằm đó khiêng về chở về nhà kia là không còn thời gian để đi cầm. Ừ. Mà giờ, nè, bây giờ nè nằm bóp á ở bên đây, còn điện thoại của bác mà bỏ trong đây nè, tôi mất ra. Với lại hồi xưa giờ mà mất tiền hoài đó. Bây giờ hiện tại là sập còn bao nhiêu tiền trong túi? Hả? Nó còn nhiêu tiền cho mấy anh coi thử coi. Còn mấy chục là người ta biết là có cầm hay không à? Không có cầm. Bây giờ còn nhiêu tiền? Hết rồi. Hết lại nhiêu? Sao hết? Cũng còn mấy chục ngàn, sáng nay đưa mấy chục ngàn. Dạ mua cái thịt heo đó. Thịt heo, cái thịt heo gì có mấy chục ngàn. Hôm qua, sáng mẹ đưa em nhiêu tiền? 60. 60 hả? Ừ. Là cô đưa nguyên cái số tiền con sập lại luôn, cho sập luôn là còn 60. Ừ. 60. 60 mà mua sao được ký, mua chắc nửa ký quá hả? Thịt heo cũng 6 mấy ngàn hay vậy? Thịt heo 60 ngàn. Nhiều khi bán, có nhiều bán nhiều. Với cha nó, cái người bán thịt heo.
người bà con bán nha, hoặc là ta cân đủ số tiền. Ví dụ mình có 60 thì ta bán 60, 800g, 700g gì đó. Vậy là mất thiệt hả sao? Nó có mất tiền nữa, chị hai nhỏ nó là còn... đã người ta nhậu quá thì nhậu cho vừa thôi, người ta nghỉ nhậu vừa thôi, nhậu lết bánh luôn không gì đâu. Rồi rồi còn chạy đi đâu nữa mà chạy dọc đường nằm luôn hả? Chúng ta chạy đâu hả? Ơi bỏ đi bọn xuống lấy xe đó. Về đây tắm rửa rồi xuống lấy xe. Là nhậu chỗ chú Tám á, rồi còn đi đâu nữa mà nằm dọc đường? Xỉn đi hết nổi. Là đi đâu? Đi đâu mà dọc đường nằm dọc đường? Mình đó. Lúc đó đi đâu? Không nhớ. Thôi luôn rồi. Mà thôi mới mốt đừng nhậu vậy nữa nha. Mặt bỏ đi. Vấn đề là mình không nhậu bê tha nữa. Không có nhậu bê tha gì nữa. Nhớ nha, đừng có nhậu nha, tập trung lại mà đi làm ăn. Bây giờ tập trung chững chạc lên cái nè. Kiếm mua cái điện thoại khác. Thì phải đi làm gì kiếm công việc làm mới có tiền mua chứ. Giờ tính làm gì? Kiếm mua cái khác xài. Không có mà mình tính làm cái gì để mua nè. Ai cho mày đi? Ờ, xong có cái có kèo giữ vô tới kêu vô. Bây giờ không có lạ con mất công không? Ừ, hồi đó giữ dịch một lần đá văn con dịch rồi đó. Bây giờ đừng có đá nữa nghe không? Dạ, alo, có ai muốn sập làm gì không? Sập thất nghiệp rồi. Xe đạp với điện thoại đừng có cầm, đừng có bán nha. Bán là tới số với chú Kha nha. Cái điện thoại để xài, cái bắp để xài. Đồng hồ kìa. Đồng hồ xe đạp không có cầm, cố gắng giữ bình tĩnh, lo làm ăn sao đây ha, đừng có nhậu bê tha nữa. Lâu lâu nhậu một lần thì nhậu cũng vừa phải thôi ha. Được không? Được, được hoài sao thấy không được gì chứ á. Giờ cố gắng được thiệt cái coi. Thiệt thì không thiệt. Không tin. Không tin. Giám này là người ta lượm rồi quá. Thế bao rồi con gọi lại cái số kia thế bao rồi. Sáng bị nhầm là cái số, gọi cái số mới, tính là Ly gắn vô cái số mới vô cái điện thoại đó mà gọi sáng giờ có cuộc gọi qua cái máy này không. Rồi cuối cùng là cái máy kia giờ thì bao rồi. Trời ơi, Nhân làm gì la dữ hết cả. Quá trời trời luôn. Mẹ. Mẹ. Lũ mày mốt khoảng quýnh con nữa liệu. Mẹ. 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 Không nói giờ. Như người nhỏ đạp hoài á. Chắc là chắc lại nó uống thuốc á. Nó uống thuốc vô nó buồn ngủ đó, mà này chơi hoài nó ngủ được cũng quạo. Mày dạ. Mốt không có vậy đó nghe liệu. Dạ vậy rồi nó ngủ không? Mấy mốt em mà giả ra nữa là anh bạc ẩm nó về chảnh luôn đó, cho anh biết. Ừ, thiệt đó, mà nó chơi đâu nghe. Nó đổi gì đó Liễu ơi. Tắt đài liền. Tắt đài liền. Nghe lại nói không, mấy mốt không quýnh con nữa nghe. Quýnh là anh bắt về đó, bắt về chảnh nuôi đó. Là không cho em nuôi nữa luôn á. Chú tin băng nhận, chú tin cho bố luôn. Bắt về nữa là không có trọng nhân nuôi luôn đó, cho tiêu luôn đó cho biết. Rồi tính giờ tới. Rồi ghé vô đây. Báo cáo tình hình đây. Tình hình là kiếm không được rồi phải không? Vô phương rồi phải không? Bỏ. Thì cuối cùng là cái sim trên máy kia thay bao không rồi? Xong rồi, xong phim rồi. Xong phim rồi. Đó rồi, bỏ. Chị nhỏ hả? Chứ lấy đầu gà mà không bỏ. Nghĩ xài của bác bỏ đi. Lấy đầu gà nữa. Mất tiêu. Dễ gì mà tìm được. Hai cái đậu đó không? Chị hai có dẫn lại đúng chỗ đó không? Đúng chỗ đó mà chứ không có đâu. Dễ gì có. Nè, xe thấy chỗ đó từ rồi. Lỗi xong chứ đâu này. Có lại cái chỗ chị hai nói thấy bươi bươi đất không? Đây là không? Chị có đậu. À, lại đó không có hen. Nhan ơi. Dạ, xong. Xong.
thấy chưa, thấy không nghe lời anh chưa, nhậu cho tới chỉ hư bột hư đường hết rồi. Mất bỏ. Không bỏ chứ làm gì được. Kiếm đâu được. Nha, sửa đổi sập ơi. Ừ. Thôi mai mốt không ai thương mình nữa luôn là tiêu luôn đó. Nha. Bây giờ trước mắt là giờ kiếm việc làm nè. Biện pháp trước mắt là phải kiếm việc làm. Nếu là nay cho xem quà. Cái tính kiếm gì? Làm gì? Kiếm đi mặn. Mặn gì? Từ từ tính. Nó còn được chắc lúa không được quá trời, không được chắc lúa. Xong rồi. Bây giờ chỉ hy vọng là sập nó đúng sự thật. Mà đúng sự thật thì mất cái điện thoại. Mà không đúng sự thật á, thì còn chuộc lại được. Mà không biết giờ nên nghĩ mong cho đúng hay là mong cho sai đi nữa. Tao nói mát rồi. Bởi vậy em thấy là mình nói dốc bây giờ mất lòng tin đấy chưa. Anh nói em hoài là không được nói dốc. Nói dốc sẽ bị mất lòng tin. Nó láo thấy, giờ không có nói dốc đúng rồi. Em thấy anh nói đúng chưa? Em nói cái dối mấy lần rồi, giờ đâu ai tin em nữa. Giờ nếu có mất thiệt cũng không ai tin. Bây giờ cũng không biết nên tin hay là nên không. Hả tin đó thì không có, bà ấy không có cầm đâu. Rồi thôi giờ tạm tin vậy đi. Đợt trước nó nói dối nhưng mà nó cười. Nó cười không... kìa. Không có, không nói thiệt. Hôm nay đâu cười đâu, nói dốc thua ngàn mà. Nó giờ trước mắt là em phải tìm việc làm nha. Chứ bây giờ là không ai giúp em nữa rồi đó. Nghe em sập. Tìm việc làm kiếm tiền nha. Giờ là trước mắt là anh em sẽ không cho tiền em nữa đó. Làm kiếm tiền đi. Mời. Kiếm việc làm. Rồi đi kiếm việc đi. Sợ chú Kha xuống là gì? Nghe tiếng xe lóng nhóng. Rồi xe lịch xuống tới vậy. Nghe thiệt ta. Không phải. Tại chú Kha chở. Chào quý vị, bây giờ cái hướng giải pháp tiếp theo là giải pháp gì đối với mình sập. Mình sập theo em thì giờ mình phải làm gì mình sập? Bây giờ sao? Chém đầu. Đây là giờ tính sao cô? Tính sao với sợ đây? Bây giờ cô có tiền cưới vợ chưa? Có tiền cưới vợ thì mới cưới liền. Bây giờ bắt nó lên chảnh không có việc làm thì sao? Hả? Lên chảnh nữa không? Thì lên chảnh ở với anh. Sao? Lên chảnh ở đây. Ở đây giờ ông ơi nhậu quạng quá đi. Anh với em nhậu. Anh với em nhậu. Thấy không? Lên chảnh. Bây giờ anh chở em về chảnh kiếm việc gì đó cọc cạch cho em làm kiếm bạc cắt cũng được. Thấy không? Sao hả? Dạ bỏ ra anh chảnh đấy bột đồ về. Vậy là không có chảnh nữa hả? Còn bột đồ bỏ chảnh ông nội. Mà mốt chạy thì còn bột đồ bỏ chảnh thì giờ lên chảnh ở nè. Lên chú Kha chửi hỏi điện thoại rồi mất. Không giờ ở với anh khỏi chú Kha khỏi chửi. Đi đi vậy đi. Hả? Không đi luôn hả? Cái gì mà anh tưởng tính? Mày tính rồi mày giờ ở nhà mày nhậu nữa bỏ rượu rồi bỏ thì mất cái câu bỏ rượu thấy không bây giờ không được nói câu đó luôn nữa đừng bao giờ nói câu đó không nhậu bây giờ không bỏ rượu rồi bây giờ không nói câu đó giờ nói câu không nhậu dám nhậu kiếm nhậu là vua ngàn đi không để tôi tính rồi tính sao nếu tính thì tính sao nói nghe coi tao suy nghĩ nếu mà không mất điện thoại là đi rồi. À, nếu ở nhà thì không nhậu nữa nha. Rồi. Hứa đi. Hứa. Mời xuống nữa đó. Mời xuống nữa đó. Mời xuống mà có nhậu là tới công chuyện đó. Tới công chuyện. Thì không đi mấy anh về ạ. Về. Chào. Vậy là ở nhà là không có nhậu nữa nha. Chiều nay dặm lúa nha. Chiều nay nó không dặm điện anh. Đi nữa là kêu chú Khai xuống đó. Nha. Ở nhà dặm lúa.